Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 733,1 m². Trên thổ đất, căn nhà vườn có 200 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường huyện lộ 84. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 877 khoảng là 800 m. Và anh chị di chuyển ra bến đò Tân Phú Đông khoảng 1 km nha. Con đường này rộng khoảng 5 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông về khu du lịch sông quê khoảng 1 km. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, cách khoảng 1 km. Xung quanh đất căn nhà vườn thì gia chủ đều xây tường cao khoảng 1 m và gào B40 hết luôn nha anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 15 m, chiều dài là 52 nha anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cái cột này nè anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 15 m. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m và dán gạch hết luôn anh chị, và hàng sắt rất là đẹp luôn. Và phía trước thì mình có 6 chú sư tử nè anh chị và một cây khế. Cửa cổng thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn nha anh chị. Cửa thì gia chủ làm bằng sắt anh chị. Và gia chủ thì cũng đặt một cái nhà vườn nghỉ dưỡng này là sông quê nha. Ở bên đây thì mình còn cái mặt tiền đá xanh khoảng 2 m nữa nha anh chị. Tới đây là 15 m. Bên đây thì cũng xây tường cao khoảng 1 m. Và phía trên thì kèo B40 hết luôn anh chị. Bên trong thì gia chủ đang trồng một số kiểng và dừa nha anh chị. Căn nhà này thì gia chủ chỉ làm bằng gỗ dừa thôi anh chị. Ở đây gọi là nhà gỗ nghỉ dưỡng sông quê. Đây thì mình có một cây khế nè. Cây khế này thì em thấy cũng rất là to và đẹp luôn anh chị. Đất và nhà thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Ở đây thì tiếng dân cư, nhà cửa thì rất là đông. Về đây thì anh chị mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Ở phía trước thì mình có một cây nhãn nè, hai cây dừa. Ở bên đây thì mình có bông giấy nè, mận nè, mai tứ quý nè anh chị, vú sữa, khế rất là nhiều.
Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng Tây Nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 72 km là anh chị tới nha. Ở ngang mặt tiền theo cái đường nhựa 84 là 15 m nha anh chị. Chiều sâu của mình khoảng 52. Tổng diện tích là 733 m². Trên thửa đất gia chủ thì cũng đã lên 200 m là đất thổ cư rồi anh chị. Vậy thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Những cái kiển này thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn. Ở phía trước thì mình có hai cây mai tứ quý anh chị, rất là đẹp luôn. Và mình có một cái hàng bông giấy. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 300 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà vườn trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem vệ tinh. Giờ đây thì anh chị mình cũng không mất thời gian nha. Căn nhà của mình thì bên trong gia chủ thì đều làm là gỗ dừa nha anh chị. Dách thì cũng dừa, kèo thì cũng dừa luôn chị. Đòn tay thì cũng làm dừa luôn. Phía trên thì lập lá dừa luôn nha anh chị. Và những cái khung cửa này nè, gia chủ thì lộng kiến, mình có những cánh màn. Cửa thì phía trước gia chủ dùng cửa sắt nha anh chị. Còn phía sau thì mình có cửa bằng gỗ dừa luôn. Phía sau thì mình có toilet. Bên trong thì cũng lót gạch luôn anh chị. Ở đất thì đầu đuôi là bằng nhau, không có bị tấp hậu nha anh chị. Ở đây thì gia chủ đã lên mô sẵn rồi. Anh chị có thể mình mua cây ăn trái về anh chị mình trồng thêm nha. Ở phía sau thì cũng có nhà luôn anh chị. Nhà xung quanh hàng xóm thì rất là đông. Chiều sâu là 52 m nha anh chị. Gia chủ thì em thấy làm rất là kiên cố luôn. Mình tới đây là 52 m nha anh chị. Ở tường thì xây 1 m hết. Và phía trên thì gào B40 hết luôn. Ở đất của mình là dung dứt luôn nha anh chị. Rất là đẹp luôn á. Vị trí này thì anh chị mình mua, anh chị mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha anh chị. Ở phía sau thì cũng xây tường hết luôn nè anh chị. Ở phía sau thì mình còn một căn nhà kế bên nữa. Mình tới đây nha anh chị. Đất thì đầu đuôi là bằng nhau luôn. Ở bên đây thì mình có một cái mặt tiền đá xanh là 2 m nữa anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng. Cô chú anh chị mình ở xa có mua thì rất là yên tâm nha anh chị. Ngang là 15 m, sâu là 52.
tổng diện tích là 733 m². Trên thửa đất căn nhà có 200 m là đất thổ cư nha anh chị. Đất thì cao gáo bằng theo mặt lộ luôn. Đất thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Phía trước là đường nhựa 84. Mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ, rất là thoải mái luôn anh chị. Ở đây thì có đèn đường nè, điện nước, wifi có đầy đủ hết. Nhà cửa thì khu vực này em thấy ở rất là đông luôn. Ở đây thì mình nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Hoặc anh chị có thể về mình kinh doanh buôn bán như là tạp hóa cũng được anh chị, cà phê cũng được. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp căn nhà vườn với giá là 1 tỷ 300 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ dẫn anh chị xem nha. Ở đất mình là phương phức đẹp luôn anh chị. Đất thì không dướng điện cao thế gì hết nha anh chị. Ở bên đây thì trồng hoa 10 giờ nè. Đây là cây ổi nha anh chị, và hai cây mai vàng, một cây vú sữa, một hàng bông giấy luôn anh chị. Và đây thì mình cây mận nè, cây sơ ri nè, hai cây nhãn nè anh chị. Ở vị trí này quá đẹp anh chị ơi, mình có thể mua về anh chị mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Chủ thì em thấy bằng cỏ rất là sạch sẽ luôn nha anh chị. Ở không gian phía trước thì lót gạch và hàng sắt hết luôn. Và mình có 6 con sư tử luôn anh chị. Đó, cửa cổng thì cửa bằng sắt. Những cây kiểng này nè, gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn nha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị, với giá là 1 tỷ 300 triệu và bao lệ phí sang tên cho anh chị luôn nha. Ở xung quanh thì xây tường hết và gào B40 nha anh chị. Ở ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm. Anh chị cho em một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha. Để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Đường này là đường huyện lộ 84 nha anh chị. Mình di chuyển khoảng 800 m là anh chị tới đường 877. Mình rẽ trái là liên thông về bến đò Tân Phú Đông là 1 km. Nó còn hướng ngược lại thì anh chị mình di chuyển về khu du lịch sông quê là 1 km nha. Đây thì căn nhà vườn của mình, gia chủ thì cũng ghi một cái tên rất là đẹp luôn anh chị, nhà gỗ nghỉ dưỡng sông quê. Anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.